Xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật của Thiện Phú. Bên dưới video này có một nút đăng ký màu đỏ nằm bên phải màn hình. Khi anh em nhấn vào nút đăng ký màu đỏ là anh em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật của Thiện Phú. Và khi Thiện Phú ra những video mới nhất thì anh em sẽ là người ưu tiên nhận được những video sớm nhất, không bỏ lỡ những cái sản phẩm mà mình yêu thích. Và ngày hôm nay Thiện Phú review 38 mẫu sản phẩm đồng hồ và một số phụ kiện. Ở đây là mẫu số 1. Con này là con Rolex chạy automatic. Mặt nó là màu đen, viền màu vàng, dây đờ mi. Chạy 3 cốc 6 kim. Size 39.4. Con này mẫu số 1 giá là 2 triệu. Nấm nguyên zinc. Qua mẫu số 2, con này là hiệu là AP. Chạy automatic. Mặt ô. Con này có nấm sụn ốc nha anh em. Đây là chiến lực. Mặt chưa có một vết xước sắc nào cả. Size 41.7. Đây có hình con ngựa. Trên này có chữ AP. Núm là cũng có logo luôn nha anh em. Toàn thân nó là mạ vàng hồng. Con này mẫu số 2 giá là 3,5 triệu. Qua mẫu số 3. Mẫu số 3 con này là con Tắc Hiu. Con này chạy 3 cốt. 3 cốt có một núm ra nữa. Núm này để dặn cái vòng tròn bên ngoài. Cái núm này để chỉnh cái gì vô này nè. Có một cái vạch đỏ chỗ này. Bấm lên nó nhảy này. Đó. Nhảy. Còn cái bên này thì chỉnh cái vòng tròn này. Size 43.5. Con này size 43.5.
Con này mẫu số 3, giá là 1.900.000. Qua mẫu số 4, con này là con Fike. Cái hiệu của nó đóng lên cái kính luôn nha nè. Con này lỗ cơ trước và lỗ cơ sau. Có xài thêm cốt phụ. Khóa còn nguyên zin. Dây của nó là làm bằng inox nha anh em. Con này toàn thân là inox. Size 42.4. Cái khúc dưới này, mặt phía dưới này nó to hơn so với trên. Nó có độ bầu vô. Đo khúc này ở dưới luôn á thì 42.8 này, nhưng mà đo trên này thì nó nhỏ lại. Nó nhỏ lại này. Khúc trên này thì nó nhỏ còn có 40.2 thôi. Có cái mặt kính của nó này 40.2. Còn đo xuống ở dưới này thì nó phồng ra, giống như là một cái trụ nó bầu vô trong á. Ừ, khúc dưới này là 42.8 này. Nó nhỏ dần lại, khi khúc này là 40.3. Cái núm của nó là nó có giắt cạnh chứ không phải là tròn đều luôn. Vòng tay còn rộng. Con này còn khá là mới. Mẫu số 4 giá là 2.200.000. Qua mẫu số 5, con này là con Seiko. Seiko 5 Sport. Chạy 24 chân kính. Kim cọc nó có dầu quang, niền xoay. Trên mặt số của nó là để Made in Japan. Size 43.1. Dây khóa nguyên zin. Con này mẫu số 3, mẫu số 5, giá là 2.300.000. Qua mẫu số 5, qua mẫu số số 7. Nó mắc con số 6 nha anh em. Con số 6 không thấy ở đây. Từ số 5 đến số 7. Còn một số 7, con này là con Rolex. Chạy automatic, mặt nó màu đỏ, huyết rất đẹp. Bốn bên này nó đến 4 viên đá đỏ. Con này chạy cực kỳ là trữ cốt lâu nha anh em. Trữ cốt cực kỳ lâu. Con này chạy máy ETA của Thụy Sĩ. Nấm nguyên zin. Dây đờ mi. Con này đeo rất là đẹp.
size là 37 tròn. Đây là một bộ máy của con Rolex này nha anh em. Bộ máy của nó đây. Bộ máy nó vàng. Rất đẹp. Chạy rất là gọi là nó trữ cốt cực kỳ lâu. Còn thêm vài mắt nữa nha anh em. Jeremy. Con này mẫu số 7, giá là 5,6 triệu. Qua mẫu số 8. Mẫu số 8 con này là hiệu Rado. Chạy automatic. Mặt trải tia màu vàng. Size 36.2. Phía sau có ba con cá ngựa. Con này máy có cái búa màu vàng nha anh em. Máy thụy sĩ. Chạy 17 chân kính. Con này bọc vàng dày. Con này bọc vàng rất là dày. Ở này có đóng cốt truyện ở đây nha anh em. Con này mẫu số 8 giá là 3,5 triệu. Qua mẫu số 9, con này là con Seiko Linh Mục. Chạy 23 chân kính. Size 37.2. Con này mẫu số 9 giá là 1,6 triệu. Qua mẫu số 10. Mẫu số 10 con này là con hiệu là Fubo Design. Con này mặt hai lòng. Mặt hai lòng bên ngoài là nó có một cái vòng tròn. Bên trong là cũng có một cái vòng tròn mà nó bị nó lún bên sau bên trong nha anh em. Nó đi xuống sau một bậc nữa. Size 41.9. Mặt của nó là mặt số La Mã. Mặt số La Mã và chạy 2,5 triệu. Con này chạy 2,5 triệu.
Bên trong này nó có hoa văn rất đẹp. Khóa nguyên zin nha anh em. Full body size nó chạy dòng máy của Miyota. Đây, dòng máy Miyota Japan chạy 21 chân kính. Này chính hãng nha anh em. Hôm nay mã số 10, giá là 2 triệu. Qua wow, mẫu số 11. Mẫu số 11 con này là hiệu nó có một cái vương miện ở đây. Cái hộp nó màu trắng nha anh em. Hiệu này rất là nhiều anh em thích. Con này chạy 3 cốt, nó có một cái núm ở đây nữa. Form rất đẹp. Size 41.9. Chạy automatic lộ cơ trước và lộ cơ sau. Còn rất là mới luôn nha anh em. Con này mẫu số 11, giá là 2 triệu tư. Qua mẫu số 12. Mẫu số 12 con này là con Jippo. Con này nó để là 1951. Rất là sáng bóng luôn. Con này lấy từ bên Nhật về luôn nha anh em. Con này phải bỏ xăng vô nó mới cháy được. Bỏ xăng vô. Này. Bỏ xăng là cháy nhanh. Ở đây nó hơi gió. Con này là cái vỏ của nó là 14 nha anh em. Này, vỏ 14. Cái ruột của nó là 15. Vỏ 14 ruột 15. Con này mẫu số 12, giá là 400k. Qua mẫu số 13. Mẫu số 13 con này là hiệu Elgin. Mặt cực đẹp, không một vết xước sắc nào cả. Nói chung mặt nó thiết kế rất đẹp nha anh em.
bên này đính đá nha anh em, hai viên này đính đá dây lụa vàng nhìn rất đẹp, hiệu là Elgin, chạy quạt dành cho nữ, size 21.1. Con này mẫu số 13, giá là 950k. Qua mẫu số 14. Mẫu số 14 con này hiệu là Valentino Domani. Mặt số của nó này rất là nhiều đá. Size 32.6. Con này nữ đeo mà nam cũng có thể đeo được. Da nó đính đá luôn nha anh em. Một cái da, một cái mắt của nó là đính 3 viên. Con này cũng chạy quạt. Đấm đính đá. Nói chung là đính đá dây và mặt số trên này đều đính đá, không thiếu một hạt nào cả, chưa rớt viên hạt nào này nha anh em, chưa rớt hạt nào cả, còn rất đẹp, mặt số cũng chưa có xước xát gì hết. Con này mã số 14, giá là 1.900.000. Qua mã số 15. Mã số 15 con này là con nó mạ vàng trắng nha anh em. Fratium 999 một số này anh em. Trên mặt số này 999. Fratium phần trắng. Trên này là đính đá, 4 viên đá màu xanh. Dây đồ là mà nhân trắng. Đây. Fratium. Size 24.5. Còn cái thương hiệu của nó là LZ hay sao? Con này mua mới cũng mười mấy triệu. Còn rất đẹp. Con này mẫu số 15, giá là 2.500.000. Qua mẫu số 16, con này là một con thương hiệu Italy. Đây cái tên của nó đây. Size 38. Con này còn khắc rất là mới nha anh em. Con này chạy quạt luôn. Khóa nguyên zin. Dây cũng nguyên zin. Con này hàng tồn kho, chưa có xài, chưa té, chưa xé các nhãn phía sau. Con này mẫu số 16, giá là 850.000. Qua mẫu số 17, con này là con Dizen. Size 43.9. Dây khóa nguyên zin.
Con này mẫu số 17, giá là 1,3 triệu. Qua mẫu số 18. Mẫu số 18 con này là con Oren chạy quạt nha anh em. Size là 39.1. Con này chạy quạt Oren. Mặt rất đẹp. Giống như đường băng trải từ trên xuống. 3 sao. Dây khóa nguyên zin. Mặt nó màu xanh nha anh em. Viền mạ vàng rất đẹp. Con này mã số 18 giá là 800k. Qua mã số 19. Con này thương hiệu của Thụy Sĩ. Dây của nó này. Size 35. Có một cái số lịch nằm ở góc 6 giờ. Con này nó mạ titanium màu lam. Con này mã số 19 giá là 800k. Qua mã số 20. Mã số 20 con này là hiệu gì? Keio. Mặt màu màu đen bên trong, giá đá hoa cương, bên ngoài là màu xanh. Size 33.4. Con này mã số 20, giá là 600k. Mẫu số 21, con này con gì Wenok. Chạy quạt luôn nha anh em. Cái viền của nó là màu đồng. Số của nó nổi lên rất là bự. Dây nguyên zin luôn. Dây rất là xịn sò luôn nha anh em. Size con này rất là bự. Size 49. Con này mẫu số 21, giá là 550. Qua mã số 22. Con này là hiệu Disney, chạy 2,5 triệu nha anh em. Dây khóa nguyên zin. Nói chung con này còn nguyên zin hết. Đúng nguyên zin luôn. Phía sau này tem nó chỉ xé nè. Dây còn khá là rộng, chưa cắt. Con này mẫu số 22, giá là 600k. Qua mã số 23. Con này là một con đồng hồ, nó còn nguyên cái hộp gỗ nha. Không phải gỗ mà nó giả gỗ, giả màu gỗ. Và con đồng hồ này là làm bằng gỗ. Đây. Nó còn thêm hai mắt dây nữa.
Con này size 44.4. Làm bằng gỗ nha anh em. Nó chạy quạt. Nè cái này nè. Nó có thứ ngày luôn nha anh em. Có thứ ngày luôn nè. Chỉnh lịch nè. Xong mình chỉnh cái này nó chạy nè nha anh em. Cái màu đỏ nó chạy nè. When to reset nè nó chạy nè, một không nó chạy nè. Đó. To nè. Rồi nó chạy qua free nè. Set từ đây nè. Nó chạy thấy không nha em. Chỉnh lịch. Ngược lại thì chỉnh cái kia, chỉnh lịch ngày, còn bên kia là lịch thứ. Lịch ngày. Lịch thứ thì chỉnh ngược lại, nó nhảy này nè. Đó. Em chỉnh xuống. Đó, thu. Con này nó bằng gỗ. Mặt sau cũng bằng gỗ luôn. Còn nguyên hộp. Còn cái này là gì? À, cái này là mắt dây sao? Mắt dây. Con này mẫu số 23. Giá là 1.200.000. Còn mẫu số 24. Mẫu số 24 con này là hiệu Adidas, còn nguyên hộp nha anh em. Con này size 40.1. Mặt rất là đẹp. Mặt chưa có một vết xước sát nào cả. Hiệu Adidas chạy quạt. Nó đang bóng nha anh em, đang bóng rất đẹp. Rất đẹp. Con này chạy máy là Miyota Japan. Cái viên pin nó còn nguyên zin nha anh em. Sony. Nó chạy pin Sony. Đèn bóng luôn. Con này mã số 24. Giá là 1.300.000. Qua mã số 25. Mã số 25 con này cũng con Adidas. Nói về da nha anh em. Còn nguyên hộp, hàng tồn kho chưa xài luôn. Dây khóa nguyên zin hết. Dây rất là xịn sò nha anh em. Rất là mềm.
Dây chính hãng của nó này. Con này size 41.9. Con này nó cũng dùng máy Toyota mà nó dùng máy trắng. Con kia dùng máy vàng. Con này nó dùng pin zin của nó luôn nha anh em, pin Japan của Sony. Nó dùng chạy máy Toyota của Nhật. Dây của nó rất đẹp. Con này mẫu số 25, giá là 1.300.000. Ngoại hình cực kỳ đẹp, mới đến gần như 100%, không có một vết xước sắt nào cả. Dây da nguyên bản rất là xịn sò. Qua mã số 26. Mã số 26 con này quả quýt. Squid Army nha anh em. Quả quýt hiệu là Squid Army. Con này nó có giống như là cái kính lúp gì đó, mở ra nó có kính lúp. Này mở ra nó có thêm một cái kính này. Rồi phóng đại lớn này. Giống kính lúp phóng đại nha anh em. Con này là Squid Army của Thụy Sĩ. Con này mẫu số 26, giá là 750.000. Qua số 27. Mã số 27 con này là cũng một quả quýt. Bấm nó mở ra nè. Cái kim rất đẹp. Chạy quạt luôn. Máy này là dính bụi. Con này mẫu số 27 giá là 700.000. Qua mã số 28. Mã số 28 con này là một chiếc nhẫn bạc đúc. Size 19.8. Con này mẫu số 28 giá là 750.000. Qua mẫu số 29. Mẫu số 29 con này là một cây vít. Giống như viết kim tinh nha anh em. Đây, bên trong ruột này. Cái ngòi của nó là 14K. Nó có mực ở đây.
con này mã số 29, giá là 1.300.000. Qua mã số 30. Mã số 30 con này là một cũng cây viết kim tinh luôn. Nó là 14K. 7585 Philot. Con này thì nó không có cái ruột. Phải mua cái ruột bỏ vào. Đây. Con này mã số 30, giá là 1.200.000. Cái ngồi của nó là làm bằng vàng 18K nha anh em. Qua mã số 33. Mã số 33 con này là con cái ngồi của này nè, nó để là Philot F. Đây cái ruột của nó là mua cái ruột bỏ ở đây. Con này mã số 31, giá là 1.000.000. Qua mã số 32. Con này cái ngồi của nó có mỏ neo. Mình bỏ cái ruột vô đây. Con này mã số 32, giá là 1.000.000 luôn. Qua mẫu số 33, con này là nước hoa. Hiệu là Hermès của Pháp nha anh em. Chính hãng của Pháp. Còn nguyên cái hộp. Hiệu là Hermès. Nó là 25 mil. Còn mới 100%, chưa có xài. Hàng này chưa có xài. Nó tồn kho, chưa có xài. Con này rất là thơm. 25 mil. Chính hãng của Pháp. Đây là lấy từ bên Nhật về, hàng chính hãng. Con này mã số 33, giá là 1.100.000. Qua mẫu số 34. Con này là hiệu gì? Cái chữ này. Chai nước hoa nó đây, của Pháp luôn. Nó có cái dây cột lại. Nước hoa này rất thơm. Còn khá nhiều. Đây. Có cái gì đây? À, nó có quyển sổ. Trong này có quyển sổ phải. Không phải quyển sổ, nó là nó để cái hộp của nó trong phải sổ. Con này mẫu số 34, giá là 800K. Qua mã số 35, con này là hiệu Chanel của Pháp. Chính hãng. Con này đã qua sử dụng rồi. Còn bao nhiêu đây? Rất là thơm. Chanel nha anh em. Con này mã số 35, giá là 500K. Qua mã số 36. Mã số 36 con này là hiệu kính Ray-Ban.
Con này là nó dài 13.1 100 á, sorry. 131.6. Con này mẫu số 36, giá là 1.4 triệu. Mã số 36. Con này mã số 37. Mã số 37 con này là hiệu là Gucci. Trên là màu đen với màu vàng. Cái gọng của nó là bằng gỗ nha anh em. Trăm 135.8. Con này mã số 37, giá là 1.5 triệu. Qua mã số 38. Mã số 38 con này là cái kính. Hiệu là Cartier. Bên này nó có caro nha anh em. Mà bên này là không có. Bên này không có caro. Bên ngoài thì nhìn vô thấy caro. Nhưng bên ngực bên kia thì không thấy. Con này mã số 38. Giá là 1.3 triệu. Và video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật. Và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.